Rồi mình sẽ có là 13 môn phái nha: Thiếu Lâm, Minh Giáo, Cái Bang, Võ Đan, Nga Mi, Tinh Túc, Thiên Long, Thiên Sơn, Tiêu Dao, Mộ Dung, Đường Môn, Quỷ Cốc và Đào Hoa. Mình có trải nghiệm ở đây đó chính là mình sẽ trải nghiệm tính năng nè và các cái đồ làm đẹp như là trong shop. Ok, mình sẽ vào một môn phái để mà có thể lên được cấp 119 nha. Để mình xem nào. Mình thì mình cũng chưa biết là hôm nay sẽ trải nghiệm phái nào đó mọi người. Để mình coi, nói chung là mình thích phái nào thì mình vô phái đó mình trải nghiệm thôi. Có nhiều bạn chưa vào được là do, để mình hỏi bên kỹ thuật nó bị cái gì ta. Game này đang test đến ngày 16 là thể xe open bắt đầu đua top nha bạn Bon Kusa ơi. Đào hoa đi rồi từ lúc chơi game, mọi người có thể là vào test miễn phí nha. Đây là server Thiên Long Phát Hình nha mọi người. Để mình đổi cái logo hình ảnh nha. Cài đặt. Cái này mới đúng chứ. Để mình cài đặt logo. Đây, mình để logo cho mọi người dễ coi. Đấy. Mới vừa mở cho mọi người test thì test cũng khá là lâu, gần một tuần lận đó, nên là mấy bạn có tha hồ trải nghiệm thì mình cũng vô trải nghiệm luôn. Đây là server Thiên Long Phát Hình nha mấy ông. Để tôi mình sẽ vào mình trải nghiệm hết tất cả tần tật trong cái buổi tối nay luôn. Đấy thì mình sẽ đầu tiên là mình khởi tạo nhân vật. Tải game thì là mọi người tải tầm 5 phút là xong rồi, có thể là máy ông nào mạnh thì tầm 2-3 phút là xong rồi. Nói chung là Thiên Long Phát thì nó cũng ra lâu rồi, nó một server thì nó ra từ khoảng 2 năm mấy rồi. Vô mình trải nghiệm. Bạn nào rảnh thì có thể trải nghiệm, tại trải nghiệm thì nó đâu có mất phí gì đâu mọi người. Để tôi trải nghiệm thời trang mới cái kiểu. Nói chung là mình sẽ có gần một tuần để trải nghiệm, mà mỗi ngày tôi sẽ trải nghiệm những thứ khác nhau kiểu như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ không, cái này là của Thiên Long Phát Hiền nha ông. Tôi sẽ vào một cái môn phái nha. Nói chung là bây giờ mình làm xong rồi mình làm mạc rồi mình đi mình BK mình đánh nhau. Rồi mình tham gia những cái sự kiện của Alpha Test các kiểu nó là ok. Xin chào Nguyễn Minh Tú, xin chào Long Ly. Không, cái này trải nghiệm là free, cái này trải nghiệm là vào là mình cấp 119 luôn nè, để tôi thử vô nha. Nhiều bạn kêu là mình trải nghiệm thử phái đào hoa thì mình sẽ vào đào hoa nha. Đào hoa quỷ cốc đường môn là phái mớ. Còn chính mình có 10, ở game này thì có 13 phái, để mình vô phái đào hoa thử nha. Đó, vào là mình cấp 119 luôn, mình có không cần làm gì cả, mình mở cái này mình vô gương nè. Rồi mình sẽ có những cái này thì mình cũng không có cần thiết nữa, mình bỏ đi. Rồi NPC này thì mình vào thì mình sẽ full tâm pháp luôn, 8 quyển đủ chiêu thức hết, mình vô mình chỉ việc BK mà mình ép ngọc BK cái kiểu thôi, trải nghiệm là hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào danh nè,
Server này trải nghiệm là mình từ ngày 9 là mới vừa mới buổi tối hôm nay là mình sẽ trải nghiệm được tới ngày khoảng 14, 15 luôn, là 16 là mình sẽ bắt đầu đua top và mình nhận nhận VND nha mọi người. Nhìn nha ông. Hello Kiếp Tha Phương nha, hello mọi người nha. Thì là đua top này là mình sẽ nhận được 15 củ tiền mặt. Nếu mình có nói chữ tiền rồi ta không, 15 củ á, mình sẽ được 15 củ. Thì nếu ông nào đua hay thì ông đó sẽ được thôi. Nói chung là cái này cũng là cái thường niên ở trong cái game này rồi, nên là nó cũng bình thường á mọi người. Những cái ông nào mà chưa quen cày cuốc, game này là game dành cho những ông cày cuốc nha. Tại vì xin chào Văn Mạnh, chào Kiếp Tha Phương nha. Tại vì cái game này thì nó có một cái là khi mà open chính thức á thì nó sẽ không có bán ngọc trong shop, nên là game này là siêu cày cuốc luôn nha. Những cái ông nào mà thích cày cuốc thì là sẽ rất là thích cái game này. Đấy, nhận full là mình nhận kim nguyên bảo, nhận điểm tặng nè. Rồi là mình sẽ có nhận full thần đỉnh nè. Rồi xong, mình sẽ nhận ngân lượng trang bị võ hồn, trang bị võ hồn này đó, long văn nè. Đó, mình muốn nhận cái nào mình nhận. Nhận kỹ năng sơ cấp rồi xong. Shop trang bị test, hồi phục khí huyết. Đó, nói chung là free hết, là shop trang bị test nè. Shop tổng hợp nè, là sẽ có điêu văn nè, quyển trục cường quá 99 nè. Cái ông nào chưa biết làm ngọc kết thì có thể mình vào đây mình học làm luôn. Shop đồ chế nè. Đó, shop thần khí nè, 112 nè đó. Mình sẽ cầm cây thần khí, ví dụ như mình thích cái làm chậm thì mình làm, mua cái làm chậm. Tất cả đều miễn phí hết nha mấy ông. Đó, còn trong đây là shop viên nguyên bảo nè, thì mình sẽ có những cái đồ mới. Để mình xem là đồ mới nó nằm ở đâu ha. Chân nguyên rồi nè. Đây, để mình xem nè. Cái này là tọa kỵ. Đây là những cái đồ mới này, thời trang nè. Ô, còn mấy cái đồ mới kia nó nằm ở đâu ta, mình cũng để mình xem nè. Shop tổng hợp, tại mình cũng mới vô luôn, mình cũng chưa có biết nó nằm ở đâu luôn á. Đồ chế, thần khí. Xin chào nha, mình like song song hai bên luôn. Mặt khô lâu vẫn trước hả? Cái này là test thì nó hoàn toàn miễn phí nha ông. Con bé to thê cái đó là con NPC đấy chứ phải con test đâu. Mấy ông có thể tải game thì tải tầm khoảng vài phút thôi. Một hồi tôi sẽ đánh lôi đài với mấy ông nha. Nếu mà ông nào biết tôi thì tôi cũng không có chơi đào hoa gành lắm, chơi kiểu giống như cũng gà mờ thôi à. cái này free hết luôn. Cái này là đang test rồi, test là free hết luôn. Vào bảng test sao á thì mình chạy cái lao rồi mình vào thôi nha Bình Tàu ơi. Nhưng mà đồ mới rồi cũng không biết bỏ đâu, để mình đi vô mình đang coi á. Mấy cái đồ này đâu phải đồ mới đâu. Khi mà open chính thức là sẽ không có bán ngọc luôn nha mọi người, là phải cày cuốc hết á. Hình như là nghĩ được viên chưa update đồ mới thì phải, để mình coi. Shop tổng hợp. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nha. Đào hoa là phái tay dài nhưng mà nó là ngoại công nha mọi người. Để mình vô mình chạy qua bên thành thành Lạc Dương. Ai cần trang bị ngựa cưỡi để mua con ngựa đã. Để mua con ngựa đã. Mua đạn con đi ha. Mình có thể trang bị tới 5 con ngựa lận. Chạy qua đây coi kiểu tóc đồ. Ô, con ngựa gì đen thùi lùi vậy trời. Ô, ngựa gì đen thùi lùi à.
mua đồ chế giám định đi xếp à? Ok Dương cờ cờ đợi xíu để mình chạy đi mình tìm những cái mớ đã. Ủa cái này miễn phí mà có bắt nạp đâu. Hiện tại đang test miễn phí mà cày cuốc, nói chung là game này là cày cuốc, là cày chay chơi được hết bình thường nha. Phái này là phái đào hoa đảo. Thay đổi kiểu tóc. À, kiểu tóc mới là bên đây nè mọi người. Kiểu tóc mới là bên đây nha. Có những cái kiểu khá là đẹp. Để coi có mặt mớ không. Đây có mấy cái mặt mớ nè mọi người. Ngậm bông hoa. Để xem mấy cái mặt mớ nào. Wow, quá trời luôn. Tính ra nhiều mặt đẹp ghê á. Thôi bây giờ mình đi về mình làm đã. Bây giờ mình vô mình test mà test, để những cái bạn nào chưa chơi qua thì mình vào mình test để mình biết mình chơi bản chính thức á. Khi mà bản chính thức thì mình sẽ dễ chơi hơn, còn những các bạn nào đã chơi qua thì người ta sẽ không có test nữa. Nói chung là đây mới là ngày đầu thôi, những cái ngày sau nó mới có sự kiện đồ. Ngày đầu chỉ là ngày để mình vô mình làm nhân vật rồi mình ép ngọc cái kiểu, để những ngày sau mình sẽ có những cái sự kiện, ví dụ như là mình đánh lôi đài nè, đánh lôi đài bạch ti nè, đánh giải ban hội, đánh ban hội nè. Rồi mình đi săn boss cái kiểu nè. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu làm nha mọi người. Mình sẽ chơi băng công nha. Ok, đang làm ngọc rồi mấy ông ơi. Đang làm, nói chung là bản test thì nó sẽ có, nó sẽ đã nói là bản test thì nó sẽ là chưa chưa hoàn thiện hết. Khi nào mà open chính thức là nó sẽ có cập nhật thêm nhiều cái nữa nha mọi người. Rồi ok, bây giờ là mình cộng xong rồi nè. Không bán ngọc săn bí ngân, vải bông bí ngân cũng săn luôn, không có bán trong shop luôn, không có. Nói chung là game này là game cày cuốc.
Game này là game cày cuốc mà. Bây giờ thì mình sẽ ok em chào anh nha. Để mình sẽ nói chung là cái này mình đi vô mình mua đồ đấy nha mọi người. Bằng phát trận trăm này. Tắt cái xét nghiệm mua đi là được. Trời nó còn map điểm nữa trời. Mình chơi random nữa. Cái này là tạo kích thích cho người chơi này. Gì đâu có tội kiên trong đây nữa. Sao mai vậy? Cái này phi là chỗ game này hả? Game này là Thiên Long Phát Hiền nha Phúc Nguyễn ơi, chào Minh Tùng nha. Xin chào Oco, này là Thiên Long. Ở cái này là đang test mà đâu phải là mở chính thức đâu. Cái này đang test mà test là cái này test là một tuần cho nó mở chính thức thì người ta mới vào chơi nhiều. Game này là linh tải game mà. Đây. Game này có thương nhân, có thủy lao luôn. Nói chung là game này đang test mọi người, game này đang test, chưa có mở chính thức. Mở chính thức vào 20 giờ ngày 16 tháng 6 lần, có nghĩa là thứ bảy tuần sau lần. Bây giờ là vẫn đang cho mọi người test thôi. Game này vẫn đang trong quá trình test đó mọi người. Có nghĩa là test là để mình trải nghiệm đó mọi người. Để mình mua mấy cây này đã. Để mình mua mình kiếm cái băng công, độc công, ngoại công, cường lực, thể lực, băng công, ngoại công, chính xác, hội công, cường lực. Băng công, ngoại công, chính xác, hội công, độc công, ngoại công. Băng công, ngoại công, chính xác, hội công, cường lực. Băng công, độc công, ngoại công, chính xác, hội công, cường lực, thể lực, thân pháp. Băng công, ngoại công để mình đang chọn á. Cái này là bản private nha bạn. Server này là Thiên Long Phát Hiền. Nói chung tải về là nó khoảng 5 phút là mọi người tải về mọi người chơi được. Mình đang lựa đồ á mọi người. Xóa vật phẩm trên người nè. Ô đạo cụ, nguyên liệu đạo cụ là này nè. Ô đó xóa được luôn rồi kìa. Tự nhiên cái xóa hết luôn. Không sao, tại vì mình test mà. Mình test rồi xóa rồi mình mua lại. Mọi người thấy này cảnh không? Cái game này là không bán ngọc với không bán nguyên liệu. Nguyên liệu với ngọc là mình cày chay hết. Những cái ông nào mà chơi game này 2 năm mấy là cũng biết là đến bây giờ server cũ vẫn đang cày nha. Hello Gia Phát nha. Chào anh Lê Mi Loan nha. Tào lao giờ đang test là hỏi khi nào sập. Thánh thần thiên đụng ơi, ông có thể nào nói những cái gì nó thiết thực hơn được không? Bây giờ thì mình sẽ vào đây, mình sẽ mua thần khí trước. Mua thần khí hả? Shop trang bị thế này, shop tổng hợp nè, shop thần khí, mình sẽ mua thần khí chứ mình sẽ lựa được một cây thần khí cái đã. Hấp huyết gơ vào trạng thái giảm tốc thì mình nghĩ là mình xài gơ vào trạng thái giảm tốc đi. Mình mua nhiều nhiều đi, mình coi cây nào ngon mình lấy cây đó, xong rồi mình nếu mà cây nào không ngon thì mình đi mình xóa. Ở game này một lần chơi được 3 ẹt à.
Không, bạn kia đưa link là không đúng. Cái này mới đúng nha. Ờ, game này là một PC được bạc. Đúng rồi, 16 tay này sẽ ra máy chủ mới nha chú Sinh ơi. Nói chung là game chính thống này chỉ có một thôi, còn game Rift thì đa số là đâu có nhà phát hành được. Cái này là bản Thiên Long Phát Hiền nha. Bản này là bản này khi mà mở chính thức thì là sẽ không có bán ngọc trong shop, cũng như không có bán nguyên liệu, mọi người sẽ cày hết. Game này không có chuyển sinh đâu nha bạn. Game này người ta server cũ người ta chơi 2 năm mấy rồi. Để mình sẽ lựa một cây thần khí đã. Hiện tại thì server cũ thì chỉ có một server duy nhất là Tiên Nhân Chỉ Lộ thôi nha Phúc Nguyễn ơi. Game này ra mắt từ ngày 9 tháng 1 năm 2021. Đến bây giờ là nó ra server mới sẽ là vào ngày 16 tháng 6 năm 2023. Có nghĩa là sau 2 năm mấy thì sẽ có thêm một server mới nữa. Bây giờ EF là sao? Nói chung là game này là server mod này nó ra là sau 1 năm rưỡi rồi nó mới ra một server. Đúng rồi, bây giờ là server này là server. Server này không phải là server thứ 2, server này là server thứ 3. Có nghĩa là máy chủ kia nó đã được họp rồi nhưng mà sau 1 năm mấy nó mới ra server thứ 3. Là trong vòng gần 3 năm là sẽ ra 3 server. Nói chung là bây giờ đang test là mình vô mình trải nghiệm thôi, test là vô full hết, mình không có cày cuốc, không có làm gì hết trơn á. Chỉ vô mình trải nghiệm, ví dụ như mình muốn chơi game này, mình vô mình test, mình trải nghiệm thì mình vô mình thử các tính năng, ví dụ thử thời trang rồi thử chiêu thức, rồi thử các thứ rồi cái kiểu thôi. Cái này test thì mở trong vòng tới 6-7 ngày lận. Tới ngày 16 tháng 6 bạn có thể là theo dõi trên phở bò đó, tại vì là sẽ có những các bạn cộng tác viên live thì ở máy chủ cũ thì vẫn có mấy bạn vẫn đi BK đồ bình thường nha mọi người. Mình vô phở bò mình gõ Thiên Long Phát Hiền là nó sẽ ra nha. Đây cái logo là giống cái logo của mình đang để thì nó mới đúng nha. Cái nào mà cũng không phải để logo này là không phải nha mọi người. Đó. Nó cũng có trang giả trang thiệt nữa. Đấy, nên là bây giờ mình sẽ giải đáp cho mọi người nha. Rồi bây giờ tôi sẽ lựa một cây thần khí. Nãy giờ chưa lựa được, nó lo đọc comment của mọi người không à. Giờ để lựa đó nha. Băng công, độc công, ngoại công. Cái này mình thấy ok nè. cái cuối mình thấy ok á. Xin chào Khánh Minh nha. Cái này là bản Thiên Long Phát Hiền nha bạn. Bây giờ thì đang trong giai đoạn test á, nên là ai cũng có thể vào test được, và test là hoàn toàn miễn phí luôn. Sao buồn thế bác, không phải buồn mà là buồn ngủ. Tại vì nãy giờ like bị sập like 5 lần rồi đó, không biết bị gì nữa bộ. Đang nói chuyện với mọi người cái nó bị mất kết nối, nên là cũng hơi buồn. Đang nói chuyện cái sập, đang nói chuyện cái bị sập, không biết giờ nó đã ổn định chưa nữa. Mong cho nó ổn định để mình có thể là hoàn tất cái buổi livestream của mình đó một cách suôn sẻ. Đồ chế nè. Bây giờ thì mình mua tới hộ thủ nha. Mình sẽ mua tới hộ thủ nha mọi người. Hộ thủ là cái tay á.
Ngoại thủ né tránh cường lực là thương pháp ngoại thủ cái 98 điểm này ngon nè, mặt trước đã. À cái này có cái 99 điểm luôn nè. Ok. Xá vật phẩm trên người ô đạo cụ rồi, bây giờ mình đã xong cái tay nha. Ok, bây giờ mình sẽ tới cái món trang bị kế tiếp. Đó chính là cái hồ uyển. Mình đang chơi là phái đào hoa nha mọi người, phái này đi phái này tay dài nhưng mà ngoại công nha mọi người. Vô test thì mọi người sẽ được phi kim nguyên bảo, phi hết luôn. Phi hết tức tần tật luôn. Không phải đâu, mình bị supply nãy giờ 5 lần rồi á. Bị supply nãy giờ 5 lần rồi. Không biết là do mình bị cái gì luôn á. Mấy mình bị gì hay là do mạng nữa. Chứ không có bị bóp, nãy mình like vẫn người xem vẫn bình thường. Hay là do tại vì like lại nhiều quá cái nó bị gì. Bây giờ mình hỏi công chính sẽ hỏi công cường lực thể lực thân pháp. Cảm ơn bạn nha. Bây giờ mình sẽ xóa vật phẩm trên người. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Phệ luân huyền thủ, bây giờ mình tới cái áo nha. Áo mình cũng mua áo ngoại luôn. Ok, áo mình cũng mua áo ngoại luôn. Mình kiếm cái áo nào điểm cao một xíu, khoảng 11.000 á. 11.000 là điểm cao. Nếu không thì cũng tệ lắm, cũng phải 10.800 nha. Chứ mấy cái này là không ổn. Đây 10.900 nè. Ngoại thủ cường lực thể lực thương pháp hội thủ rồi, cái này ok nè. 10.900 nó cũng như 11.000 rồi. Xá vật phẩm trên người đạo cụ ok. Chào mọi người nha, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Mình sẽ tới cái hộ kiên nha. Đây mình kiếm cái nào 98, 99 điểm gì đó nó sẽ ok hơn. Ồ có cái 100 điểm ngoài thủ né tránh cương lục, ở cái này ngon nè. Có cái 100 điểm thì nó ok hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Mình mua nhẫn băng là mình sẽ mua kinh tâm nha mọi người. Ông này ông nào mà sao biết mình tin, sao biết ad của mình fancy hay quá vậy. Con chó thích màu trắng. Thích tắm nắng à. Không, áo 16k là áo áo 9 sao mà. Xin chào user 19243992429.
Đây là Thiên Long Phát Hiền nha. Hello, anh đang làm gì vậy đó? Xin chào BNDT. Mình đang trong bản test của Thiên Long Phát Hiền, đang test game đó mọi người. Test game để chờ open chính thức mình đi vô đu top. Đu top thì sẽ có tiền mặt các thứ. Bây giờ mình kiếm cái nào điểm cao cao nha. Hình như 100 170 là cao thì phải, 171 là cao nhất thì phải. Này, 165 nè. Để coi 170, mình nhớ là 170 là cao nhất đúng không mọi người? Bây giờ có cái 165 thì mặc cái 165 đỡ trước đi. Open hỗ trợ nhiều không? Cũng nhiều nha bạn. Đây là server test đúng rồi, đang mở test đó, đang mở test, nhưng mà kiểu bạn nào có thời gian vào test thử thôi. Nói chung test thì nó cũng sẽ có cái sự kiện để mọi người kiếm bạc khóa, rồi để mọi người có kim nguyên bảo lúc mà open mình đu top á. Xin 171 là cao nhất hả Giang Khương? À, bé phải long không là cái gì? Anh biết em lúc em còn chưa đổi tên fancy mà tên gì lâu quá nha, không nhớ nổi rồi. Em chơi lâu rồi mà chả hiểu về game hả? Sao lại không hiểu? Chơi từ từ mình hiểu nè. 171. Để mình kiếm cái thứ hai. Điểm cái thứ hai. Một sáu bốn, một sáu tám nè. À, 171 nè. Được hẳn hai cái 171 luôn á. Được hẳn hai cái 171 luôn nha. Xóa. Hay là mình xài cái kia ngon hơn ta? Xốp trang bị cái xốp đồ chế, hay là mình xài cái bình ngon hơn ta? Phật ngữ nè, mình hay là mình xài cái này nó ngon hơn ta? Nhưng mà cái này nó vừa ngoại vừa nội luôn. Ngoại công là cái thiển lan băng. Thiển lan là nội công chứ bích lâu, chứ bích lâu mới là băng, bích lâu mới là ngoại. Giết hồi bị lú luôn á mọi người, lâu quá. Không ghép comment luôn AD chảnh vãi hả? Có thấy comment gì đâu mà ghép. Đố AD tìm được info nữ nhi hồng thời đầu chơi Thiên Long Bát Bộ. Ủa, mình có mà, mình có kết bạn với bạn đó luôn á. Có kết bạn với nữ nhi hồng luôn á. Khỏi cần đố luôn, có kết bạn luôn. 171 nè. Có thấy hỏi gì đâu mà không kêu không ghép. Cái này gọi là du khống. Không có cái nào 171 hết á. Thiên Long này tải tha bạn hả? Đây nha mọi người. Cái này đang trong giai đoạn test. Đang test mà mọi người. Test xong rồi mới có bản hoàn thiện, rồi mọi người mới bắt đầu đua tớp cái kiểu được.
Để mình kiếm hai cái 171 nữa là mình xong xếp đồ rồi đó. Chừng nào open về AD hả? 16 tháng 6. Đấy có ghép đâu hả? Ủa có thấy cái gì đâu, có thấy không, thấy nó chát cái gì luôn á. Mọi người có thấy mọi người có thấy Vũ Thiện chát gì không? Quá trời ngang ngược luôn à. Kiếm 171 nè. 171. 71 con kêu. Không thấy luôn. Trời ơi, sao càng ngày càng tệ vậy nè. Giờ kiếm 171 mà sao giờ còn có 13 mấy hả? Nên kiếm 171 nha mọi người. Hiện tại cái này nó đang chung dữ liệu với lại F1 luôn á mọi người, là mình sẽ có test y chang như là F1 luôn. Cũng có event lì xì, cũng có các đồ luôn, cái kiểu luôn. Một 70 à, chưa thấy 171, hoa xài đỡ cái 170 nha mọi người. Thật sự kiếm con số 171 thực sự là quá khó khăn. Và trên vên đây lại là 170 nữa. Thôi xài đỡ cái 170 nha. Nó đã nằm ngoài khả năng của mình rồi. Ờ cái này không có thể lực má ơi. Thôi bỏ cái này đi. Đây. Shop trang bị hả? Ok, đang test mà, đang test là free hết. Cái này là full ngọc 6. Cái đầu 171 à? Ủa sao không thấy à? Sao mình không thấy 171 ta? Sao mình không thấy mà mọi người lại thấy? Hay là mắt mình bị sale rồi? Bản hoàn chỉnh full ngọc cấp máy á, vẫn là ngọc 6 luôn nha Thái Anh. Nhưng mà game này á, game này có một cái là game cày cuốc, game này không bán ngọc trong shop, cũng như là không có bán nguyên liệu chế đồ trong shop. Mình toàn là đi có bản boss giả ngoại đồ là mình săn hết. Nói chung là game này là game cày cuốc á. Ờ cái này là test à, chưa có open đâu, open tới ngày 10 tới ngày 16 lận. Đang test là đang miễn phí nha Nghi Sport ơi. Xin chào Đỗ Quang Vinh. Ờ sáu tiền. Ủa sao mình thấy có 130 mấy mà nghĩ sao đâu, sao bạn lại thấy được 171 ta, hay là mắt tôi bị lé ta? Đâu có thấy cái nào 171 đâu. Nè 171 nè. Đeo đỡ trước đi. Để mà kiếm được những món đồ hoàn hảo là rất là khó khăn luôn. Ờ miễn phí hết mà là vô là BK thôi, làm đồ BK server gì đó rồi hả? Server này là Thiên Long Phát Hiền nha. Đúng rồi, game này là cày cuốc hết luôn, không có list shop ngọc được. Mọi người là game này là không bán ngọc trong shop, nên là mọi người chỉ có thể cày cuốc hoặc là mua của những bạn dân cày thôi, chứ không có mua được ngọc trong shop. Bây giờ là mình sẽ kiếm tới cái gì ta, hạng liên. Đúng rồi. Mình đi phó bản, mình đi săn boss là sẽ có. Mình ghi như không biết mọi người hiểu không ta, tlphathien.com. Game này một PC được có 3 ạc, game này không có mở nhiều ạc cao, một PC 3 ạc thôi để giới hạn clone đó mọi người. Một PC được 3 ạc à.
Nói chung là game này nó lúc đang test thì nó sẽ có lỗi, nhưng mà khi hoàn thiện, khi mà open thì mọi người sẽ có là đua top cấp độ level 99 là mình để mình nhận 15 củ nè. Sẽ có 30 bạn là tổng cộng là nhận được 15 củ. 15 củ là chưa tính quà in game nữa nha. Củ là củ thiệt luôn á, chứ không phải là củ khoai lang khoai tây gì đâu nha. Nói chung là mọi người cứ theo dõi đi, là mình sẽ update dần những cái sự kiện khi mà đua top cái kiểu rồi này. Nói chung là chơi cũng khá là vui. Bây giờ test thì mọi người vô chơi tẹt ga luôn, giống như vô mình tạo nhân vật rồi mình lựa đồ giống mình vậy nè, xong rồi mình ép ngọc cái kiểu, chơi lại cho biết á mọi người. Điệp luyến băng là bây giờ mình sẽ lựa một cái dây chuyền. Mình chơi hệ băng phái này, mình là phái của mình là phái đào hoa đảo. Tuổi thơ ùa về. Đây bây giờ mình sẽ lựa nha. Cái này là 11.000, gần 11.000 là mát. Khoảng 10.800 thì mình kiếm cái này, 10.700 nè. Rồi lựa hạng liên hơi cực. Tại vì hạng liên nó vừa có ngoại vừa có nội, mà phái này là phái tay dài đi ngoại công. Đã kiếm được một cái hạng liên mà kiểu giống như là nó băng công nội công nội lực. Ôi giời ơi, úi giời ơi, cái đó ngon quá mà mình lại là đi ngoại công. Mình phải xóa đi mình kiếm tiếp thôi. Không, game này không có chuyển sinh đâu khá anh ơi. Game này không có chuyển sinh. Những cái trong lúc test mà có cái gì thiếu sót thì là ngày mai sẽ bổ sung cho mọi người nha mọi người. Có cái gì thiếu sót là sẽ bổ sung cho mọi người hết. Chút nữa mình vô mình test phó bản rồi luôn nè mọi người. Ngọc hả? Ngọc thì mình đi phó bản rồi mình đi ăn boss đồ có, sự kiện đồ có. Chứ không có lít shop được như những cái game khác nha. Game này nói chung là nó sẽ có những cái điểm đặc biệt chân. Đúng rồi, Ngọc là mình mua của mấy bạn dân cày hoặc là mình... Ôi sao nó cứ gây băng công nội công rồi mình cần ngoại công cơ mà. Làm như cái dây chuyền này nó không có dòng ngoại sao, nãy giờ mình không thấy có cái nào có dòng ngoại luôn á. Thiệt. Dây chuyền không có dòng ngoại luôn. Sida thiệt, dây chuyền không có dòng ngoại á. Thiệt đó, cái này giống như là mình bị cho rồi đó. Sai đỡ đi. Cái này giống như là bị cho rồi đó. Bởi vì nó test đó, bởi vì nó test là nó sẽ có nhiều lỗi lắm, từ từ nó sẽ hoàn thiện rồi nó mới open được. Đang test nha Trần Toàn ơi. Hello, lại là tôi đây, xin chào. Cày cú là vui nhất, chỉ có điều trưởng thành á, không có thời gian cày ạ. Xin chào Văn Hữu. Nói chung là nó test mà mọi người, test là mình test lỗi chứ đâu, test nó hoàn thiện rồi mở test chi cho mọi người. Bây giờ mình thiếu cái gì ta, thiếu ám khí, mình sẽ đưa cho ám khí nha. Ám khí băng phách thần châm ở đây. Thần khí thì mình có rồi, ám khí là nhận long văn, nhận trang bị võ hồn, mình xài võ hồn ngoại nhé. Nhận trang bị võ hồn mình nhận bao nhiêu cũng được cả. Để mình kiếm cái băng. Cái võ hồn Sida quá. Mình đang kiếm cái long văn mà băng công mà nó ngon ngon xíu quá mọi người. Ôi là trời ơi. Ôi là trời, sao toán gì không vậy trời. Sao su cà nao quá vậy mọi người. Chế trang bị vậy là vui rồi hả? Đúng rồi, nói chung này đâu phải chế, này đang test là mình mua vậy thôi, chứ chế là mình chế từ nguyên liệu vải bông bí ngân đồ luôn á mọi người.
chứ không phải là đơn giản như vậy đâu mọi người. Trời ơi, kiếm cái ban công muốn hết xí quách luôn á. Cái gì vậy trời, không có ban công luôn á. Không có ban công luôn. Ủa mình như mình lấy là mình lấy cái gì mình tẩy được mà đúng không ta? Sao nó toàn dòng giống nhau không vậy trời? Đây có ban công nè. Mà như mình lấy Tịnh Vân Thủy mình tẩy được thì phải. À, bây giờ mình có auto mà. À mình nếu mình không biết thì mình có thể là chơi những cái môn phái cũ được mà, đâu phải rất thiết bắt mình chơi môn phái mới đâu bạn. Rồi bây giờ là khó khăn lắm rồi mới lựa được một set nè. Bây giờ thì mình sẽ đi đi làm đẹp đi mấy fan. Đi làm đẹp mọi người. Đây áo thời trang 45 cũ qua đây gọi là miễn phí luôn. Áo thời trang 45 cũ này qua đây là mình sẽ tạo hình giống như tích chiều luôn. Game chưa, bây giờ đang trong giai đoạn test nha, hình hiệp open tới 16 tháng 6 lận. À, lựa con khác đi, con ngựa này xấu quá. Lựa cái kiếm đi. Rồi mình sẽ đi qua mình làm đẹp nha mọi người. Hiện tại thì mình game này mình có 13 phái nha mọi người. Đổi màu tóc nè, hay đổi kiểu tóc nè, mình chơi kiểu tóc con mèo luôn đi ha. Kiểu tóc đẹp chưa, sửa cái mặt luôn. Ồ, cái mặt này đẹp nha. Đi đâu đó đại ca, đi làm đẹp nha. Đây giờ mình sẽ thay đổi màu tóc nè. Thay đổi kiểu tóc. Mình chơi màu nâu nâu vậy đây rồi. Mèo méo mèo mèo. Xin chào trân trọng với anh ấy. Cái này đang test á, đang test thì miễn phí hết đó mấy ông. Server này đang test nha Tama Hi Hi ơi, đang test, đang trong giai đoạn test. 16 tháng 6 mới chính thức khai mở. Thế nào có thể qua đây test kinh hỉ luôn nè, ông nào mà thích cái kiểu mà quay quay may mắn á, thì mình có thể test cái này được luôn nè. Tính ra trên thiên là mấy bộ coi phim mà phái Thiếu Lâm mạnh nhất, cao thủ dù game yếu nhất hả? Ừ, Thiếu Lâm nó bị thất sủng hay sao á đó. Đó nếu mà mấy ông thích quay kinh hỉ thì có thể vô đây quay thử luôn nè. Đó mấy ông có thể vô đây quay thử. Đó mình vô mình quay thử để mình thử cái cảm giác quay may mắn. Ví dụ bạn chính thức mình quay một cái mình tốn 350 kim, nhưng mà cái bản này thì mình chỉ quay mình chỉ tốn có mình không tốn gì hết trơn,
cho mình trải nghiệm quay thử luôn rồi còn muốn gì nữa. Quá sung sướng luôn. Mình quay để mình, cái này thường thường người ta quay để người ta lấy kim tinh thạch cái kiểu. Nói chung là cái ô này nó khó quay ra lắm nha, cái ô mà phiếu Ngọc Nam á là cái ô khó nhất, rất là khó luôn. Mình test cho mọi người coi tỷ lệ luôn á. Đấy, mình vô mình kiểu mình test. Đúng rồi, xong test xong thì mình sẽ event làm trùng hỏi game này thì nói chung là trùng thì nó cũng tỷ lệ hiếm mọi người. 2 năm mấy thì nó chỉ có hai chiếc trùng thôi. Có làm event test không ạ? Nói chung là mình chơi là mình sẽ gõ thôi. Nói chung quay quá trời được có 30 phiếu năm là tỷ lệ rất là căng luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đi xóa bớt mấy cái này đi để mình lấy quyển trục đã. Xóa vật phẩm trên người nè. Đây. Mình sẽ có ở đây là cái shop mà bán đồ tổng hợp, là nó sẽ có hỗ trợ cái gì điêu văn chép khắc. Cái thứ sao tu lít cho nhanh à? À đây là bản Rivik đang trong quá trình test bạn ơi. Nói chung là trong quá trình test có gì thiếu sót là sẽ bổ sung như mọi người. Bây giờ đang nói là test mà. Tại vì thực chất ra game này ra lâu lắm rồi cũng không có mở lại test cho mọi người á, là mọi người cũng có phần thiếu sót. À mình chưa có gắn vỏ hồn. Ở có vỏ hồn rồi. Có vỏ hồn chưa ta? À chưa, bây giờ mình lấy vỏ hồn đã. Ở trong Realm Rivet thì vỏ hồn á mọi người tháo ra thì mọi người phải tháo cái này ra nè là mình mới gắn vỏ hồn vô được, là nó sẽ có chức năng của Bách Bảo Gương luôn, rất là hay luôn. Là mình không cần xài Bách Bảo Gương nữa. Xin chào bé dễ nha, mình có để ở trên á. Đúng rồi, đây là Thiên Long Rivet nha Eric, đang trong quá trình test thôi. Chưa có phải là open chính thức nên là bạn nào có muốn test thì có thể tải về trải nghiệm thử. Đúng rồi, đang test nha Bảo Ngọc ơi. Mình không biết để chữ chạy làm sao cho mọi người biết ta. Mình thêm coi, thêm chữ bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng là gì ta? Thêm bảng xếp hạng phân cảnh, thêm văn bản à. Chữ chạy
Anh chậm chân quá, có người like được 2 tuần hả? Có gì đâu chậm chân, mình chơi game mình chơi lâu dài mà, đâu đâu phải là chỉ có một cái đâu mọi người. Chơi game mình chơi cái nào, đâu phải nhiều khi có người thích cái này, có người thích cái kia, mọi người mọi sở thích mà đâu sao. Chơi game mà có gì đâu mà chậm chân. Like chim mà. Open tỷ lệ rớt như nào mà tỷ lệ nạp, mà nói chung là bảng rớt với lại tỷ lệ nạp và nó sẽ công bố dần 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 dần. Tỷ lệ nạp thì nó như thời FPT vậy đó, nếu mà không có khuyến mãi là 100k mình được 1.333 kim nguyên bảo. Ừ, đúng rồi, nó có nhiều loại mà bảng này, có bảng hiện đại, có bảng cổ tùm lum chưa đó. Ví dụ như những cái bạn nào chưa biết làm ngọc ké thì mình có thể mình vô mình làm. Thì giờ vô mình sẽ đi đục lỗ đã. Tự khoan full 4 lỗ hay vậy. Mình bỏ hết ở đồ ở trên tay nải, mình bỏ hết đồ ở trên tay nải và mình bấm tự khoan full 4 lỗ. Mình bỏ hết đồ đồ ở trên tay nải và mình cường hóa trang bị, di chuyển cường hóa, sử dụng cường hóa quyển trục, bảo thạch chép khắc, bảo thạch phân ly điêu chép. Đấy, nó sẽ có đầy đủ hết tất cả cho mọi người luôn. Ở này đang server test bạn ơi, đang trong giai đoạn test thôi. Để mình mua cái khảm ngọc đã, mình mua đồ mình khảm vô và mình sẽ làm ngọc kép nè. Nhưng bạn hỏi làm ngọc kép sao thì mình sẽ làm cho mọi người coi ha. Mình sẽ làm ngọc kép cho mọi người coi nha. Đây, bây giờ thì mình sẽ làm vô. Để mình xem có giới hạn hả, cái này là đang test bạn, đang test là ai cũng như ai hết trơn á. Xin chào Ken, cái này là đang máy chủ đang test, đang test nên là xác tin mời thêm đội ai rồi. Phục khí huyết.
Rồi, hồi phục khí huyết. Bị ửng hay sao á, là sao? Sao ai AD cũng thấy comment mà tôi không thấy ta, là sao? Mình thấy comment của Nguyễn Thành Phú mà. Rớt như nào hả? Rớt thì mình theo dõi ngay trang chủ, nói chung sẽ cập nhật lại ở server mới khi mà open, nó là sẽ cập nhật lại đó nha. Họ test, họ test thì khoảng 5-6 ngày, lượng test khá là lâu. Tại vì test để tìm lỗi với lại mình hoàn chỉnh mà, hoàn thiện mà. Cái nào thiếu sót thì mai kỹ thuật viên sẽ bổ sung lại nha mọi người. Đấy, cái này mình test rồi luôn. Test là mình được crop luôn á. Phái này là phái đào hoa đảo, cầm cây sáo, đúng rồi, phái đào phái mớ mà. Nói chung cũng không mớ, phái này cũng cũng xì rồi. Bạn giới thiệu sơ đi hơi, thì bản này là bạn có 13 môn phái, nói chung là đang test mà, test là mình vô mình test thôi. Bạn muốn biết cái gì để mình nói. Trời ơi, Long Sung này bị bạch tạng rồi. Đi cái này cũng nhanh với chứ bộ. Nói chung là group cũng khá là cao. Khá là người. Okay.
Cái này là gọi là điểm điểm đồng cảm, cái phái này xài điểm đồng cảm chứ không xài cái không xài nộ nha. Đúng rồi, đen này trong đang 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 trong thời gian test, cái này là Thiên Long Phát Hiền. Thiên Long Phát Hiền.com nè. Đúng rồi, phái này là xài điểm đồng cảm, nó ghi là đồng điểm đồng cảm chứ không phải là nộ. Đó, những các bạn nào không biết làm ngọc kép thì mình có thể là vô đây coi mấy bạn làm mình làm theo dễ. Test đến ngày nào hả? Test tầm đến ngày 15 nha mọi người. Test tầm đến ngày 15 là ngày 16 mình open đó. Nên là những các bạn nào mà muốn chơi thử cái game này thì mình có thể tải game mình chơi thử nha. Link thì mình có ghi mấy lần rồi đó. Hoặc là bạn nào cần hỗ trợ gì thì mình cứ nhắn tin qua cái top top của Hùng Chuối đi là mình trả lời cho. Test đến ngày 15. Trong lúc test thì sẽ có các sự kiện cho mọi người tham gia nữa. Xin chào anh Nguyễn Anh Cường. Open có như test không? Open thì là game này open là không bán ngọc trong shop. Những xíu là xem phải mới như thế nào ạ. Game này không bán ngọc trong shop. Đây là Thiên Long Phát Hiền, Đinh Ngọc Sơn, Thiên Long Rai Việt, đúng rồi. Đây cho mọi người coi chiêu nha. Nói chung là mọi người đọc thôi, nhiều khi mấy bạn đọc cũng không hiểu, là mình vô mình chơi mình mới hiểu được. Đây cái chiêu này để mình giới thiệu sơ sơ thôi nha. Cái chiêu này là cái chiêu đánh F1 nè. Chiêu này là chiêu thả con gói. Đây, thả con gói. Đó, mình thả con gói là mình sẽ mất điểm đồng cảm. Chiêu này là chiêu boost bình thường thôi. Đó, boost tăng chính xác và né tránh. Rồi qua quyển số 2. Chiêu này là chiêu đánh tăng băng công. Nè, thì đánh giống bình thường vậy thôi. Rồi, chiêu tiếp theo là thu con gói. Nên mình có thả thì mình sẽ có thu. Có ra thì phải có vô, rồi thu. Chiêu này là chiêu khiến mục tiêu bị tản công. 4 mục tiêu bị tản công. Chiêu này là chiêu phá lan. Chiêu này là đổi chỗ với con gói. Nói chung là mình thả con gói ra là đổi chỗ. Vậy hả? Đúng rồi, rớt thì chỉ rớt ngọc 2 thôi. Phái này là phái đào hoa đảo nha anh Nguyễn Mạnh Cường ơi.
4 cái là ít đó. Chứ trên thị trường là mấy trăm cái lận đó nha. Đây nè, mình thả, mình tiếp tục giới thiệu chiêu nè. Chiêu này đổi chỗ với con gói, vì con gói đang chỗ này phải không? Mình sử dụng cái là mình đổi chỗ với con gói đó. Con gói ra đây hay không? Mình giới thiệu tiếp nè. Bên đây thì cái chiêu này là hiến 6 mục tiêu. Cái này chiêu này chiêu gây đam nè. Nên mình sẽ di chuyển đến chỗ con gói nè. Đó, là sẽ gây đam lên 6 mục tiêu. Chiêu này là chiêu giống như là chỉ điểm Giang Sơn vậy đó. Đó, giờ nếu mình kêu chỉ điểm Giang Sơn vậy đó. Đó, cho mình chỉ điểm vậy rồi, tiếp theo. Chiêu này là chiêu đánh tấn công thì nó cũng tăng đam. Chiêu này là trạng thái phòng ngự boost tăng 500 điểm. Đó, mình nếu mà mình không thu con gói là mình sẽ hết điểm đồng cảm, là nó sẽ tự thu vô. Đó là nó tự thu vô. Đó, còn cái chiêu này là chiêu tăng băng công thì cũng tấn công luôn. Đây là trạng thái tấn công nè. Tăng chí mạng bản thân 100%. Chiêu này là chiêu boost khi mà có trạng thái tấn công. Đó, chiêu này là chiêu tăng sát thương bình thường thôi. Chiêu này là chiêu hủy trạng thái xấu, có nghĩa là mình bị dính nhân hai bị gì đó mình hủy được hết luôn. Chiêu này là chiêu xoay lan nè. Nè, mình xoay cho mọi người coi nha. Mình phải thả con gói ra xong rồi mình xoay. Đó, đó, mình xoay. Chiêu này là chiêu khóa. Đó, thì hai cái chiêu này thì quá quen thuộc rồi. Chiêu khóa lò xo với lại chiêu gây đam quyển 8 hình người. À, mình nạp mình mua cái khác. Đúng rồi, đang test Minh Quý rồi. À, cái này là Thiên Long Phát Hiền. À, nếu mà anh có thời gian thì anh vào test thử. 16 tháng 6 thì anh có thời gian thì anh có thể vào thử Thiên Long Phát Hiền anh coi thử nha. Nếu mà anh thấy ok thì anh vào anh chơi. Còn chưa ok thì anh vẫn có thể là tìm được những mấy chỗ khác mình chơi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình đọc ngọc tiếp nha. Cái phái này nó cũng có chiêu lướt giống như tiêu dao luôn á. Nhưng mà nó lướt gần hơn. À, phái này là phái đào hoa đảo. 16 tháng 6 này mới open. Đang test. Đúng rồi, đang test. Bạn nào có thời gian thì có thể là vào trải nghiệm thử. Mình thì mình chưa có khảm ngọc nữa. Nói chung là mỗi ngày sẽ cập nhật dần dần đến khi hoàn thiện rồi mình mới open. Tới ngày 16 mới open lần mọi người. Mới open server mới mang tên Lục Mạch Thần Kiếm. Mọi người có thể lên phở bò, mọi người bấm cái Thiên Long Phát Hiền là nó cũng sẽ ra được cái trang rồi. Mọi người có thắc mắc gì thì mọi người sẽ vào đó mọi người hỏi nha. Ừ, bạn nào có quan tâm thì cho mình xin follow nha, cảm ơn mọi người.
Game này không có chuyển sinh nha con, giúp sự chỉnh tầm nhìn rộng hơn được không? Được chứ nè. Xem thần khí à. Đây là bản test mà, bản test là ai cũng như ai hết trơn á. Mình chưa khảm ngọc đó, bây giờ mình mới khảm ngọc nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho những các bạn nào chưa biết làm ngọc kép nha. Đây, mình hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết làm ngọc kép nè. Mọi người lưu ý là open game này không có bán ngọc trong shop nha. Đây, mình hướng dẫn cho những các bạn nào chưa biết làm ngọc kép thì mình có thể theo dõi nha. Mình sẽ check cái phụ. Có đây là cao cấp dung luyện phụ. Đây mình cần phải có duyên giảm kháng trước rồi mình sẽ làm cái dòng gọi là bảo thật chết khắc nè. Tiêu chết thì mình điêu rồi, mình kiếm cái dòng đâu rồi. Dung luyện đâu ta, trong đây không có dòng dung luyện, chắc là phải chạy qua bên Lạc Dương rồi. Cái này là Thiên Long Phát Hiền. Không, cái này đang bản test. Cái này đang bản test mà. Chưa có khai mở chính thức đâu, mọi người đang test thôi. Đang test thôi Huy Chu ơi. Game này người ta mở cửa được